Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Gân Cuối Cùng và Bếp với mình nha. Hôm nay mình có sự giới thiệu tới cả nhà một món ăn gọi là ăn kèm, ăn vặt, ăn tráng miệng của người Hàn Quốc rất là ngon. Đó là món khoai tây mi kho xào mè đó. Rồi, vị khoai tây sẽ rất là ngon các bạn nha. Nó ngọt nè, dẻo dẻo nè, thơm mùi mè nè. Rồi, có thêm cái mùi nước tương Hàn Quốc các bạn, rất là thơm các bạn đó, và thanh nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có nguyên liệu là 500 gram khoai tây nha. Nếu các bạn có khoai bị thì mình chỉ cần mình đem rửa sạch là mình bắt đầu mình nấu luôn, không các bạn gọt vỏ nha. Khoai tây lớn mình sẽ gọt vỏ, mình sẽ dùng muỗng á, mình múc ra hình tròn, các bạn hãy cắt hình tròn cũng được đó. Còn nếu khó quá để hình vuông được các bạn nha đó. Thì cái khoai tây này có thể các bạn có thể để giỏ luôn, mình kho mình luộc chua cũng được các bạn nha. Nhưng mà để an toàn á, thì mình tốt nhất các bạn nên bỏ vỏ cũng được đó, cho nó sạch sẽ. Rồi sau khi gọt vỏ xong và mình sẽ ngâm qua nước lạnh liền các bạn nha, để nó không bị thâm các bạn đó. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng á, muỗng này thì các bạn hãy mua ở tiệm bánh hay là mua trên mạng được các bạn. Đó, muỗng để mình múc á, mình tạo hình cho mấy món đồ mà kiểu Âu các bạn đó. Thì cái muỗng này sẽ có hai đầu nhỏ và lớn đó, các bạn có thể muốn hình tròn nhỏ, hình tròn lớn luôn nha, hình viên nhỏ, viên lớn đó. Thì lúc mình tạo hình nó sẽ lên rất là đẹp các bạn mà đều nữa. Với lại mình múc những viên nhỏ ra khi mình luộc cũng rất là chín mau, các bạn luộc mau mà mềm hơn các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, đây là sau khi mình đã múc ra xong các bạn rất là đẹp nha. Còn tôi còn lại thì mình có thể sử dụng sao các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau là 250 g mình đó, mình chỉ còn lại phần nửa các bạn nha, 200 g khoai tây bi rồi, và 250 ml nước các bạn nha, nước lạnh bình thường thôi. Rồi nước tương Hàn Quốc mình sẽ có là 40 ml nè, đường mình sẽ sử dụng 10 g các bạn nha. Và nước đường đặc Hàn Quốc mình sẽ sử dụng là 40 g đó, nước đường bắp đó các bạn. Và dầu ăn mình sử dụng là 10 ml các bạn nha. Và dầu mè mình sẽ sử dụng là cũng là 10 ml luôn. Cùng bên đó là hắc xì dầu tạo màu các bạn. Đó là 5 g 50 ml. Cái xì dầu này mình hay sử dụng trong mấy món hoa các bạn. Đó. Và mè mình sử dụng ít hơn 1 đến 2 g các bạn nha, để mình rắc á. Mè nhất bạn rang nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình chế biến nha các bạn nha. Mình cho 250 g khoai tây bi vào cùng với 250 ml nước vào. Và sau đó mình sẽ cho những gia vị vào như nước tương nè, đường nè, rồi dầu ăn nè, rồi nước tương đặc á, là nước tương hắc xì dầu các bạn. Đó, mình sẽ nấu canh lúc sôi các bạn, đó là khoảng 10-15 phút nha. Đó, khi mà khoai mề thì mình mới cho nước đường vào các bạn, nước đường nó mình sẽ tạo cái độ sệt cho nó. Đó, rất đơn giản các bạn nha. Rồi. Rồi sau hơn 5 phút thì nước nó bắt đầu sôi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hớt bọt các bạn nha, và sẽ đi kho thêm khoảng cỡ 5 đến 10 phút nữa cho nước rút xuống các bạn. Và sau đó mình mới cho nước đường vào nha. Rồi nước đã rút xuống các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước đường đặt vào. Rồi mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa cho nó cạn lại là ok, là xong các bạn. Rất là thơm và ngon các bạn nha, cô đặt lại đó. Ngon cái dẻo rất là ngon luôn, thịt mè nó thơm lắm các bạn ơi.
Rồi, thế cũng gọn hơn, khoảng hơn 15 phút nữa cùng chúng ta lại có hình ảnh các bạn thấy không? Đó, cái màu rất đẹp nha. Mình sẽ đảo đều cho cái màu thấm vô trong mọi nước đường các bạn. Nó thơm thơm, mùi dầu mè, mùi đường, nước tương của Hàn Quốc các bạn, ăn rất ngon các bạn nha. Món này mặn với cơm á, khỏi dê luôn các bạn, tuyệt vời luôn nha. Rất là ngon các bạn. Bạn nào mà muốn cay thì có thể bỏ thêm ớt nha, để ngon nó sẽ ngon hơn xíu nữa, phải có độ cay các bạn. Đó, như mình cái này mình làm bún bạn của bên Hàn Quốc đó. Đó, nên mình sẽ cho thêm chút dầu mè các bạn nha. Đó, xong hết mới cho dầu mè các bạn nha, lưu ý nha. Tại vì cái dầu mè mình cho sớm nó sẽ bay hết mùi các bạn, không thơm các bạn nha. Rồi, bây giờ khoai tây đã được chế biến xong rồi, bây giờ mình chỉ việc cho lên đĩa và mình rắc mè thôi là xong các bạn nha. À, rất là thơm và ngon luôn các bạn ơi, dẻo dẻo ngọt ngọt. Thơm mùi mè đó, rất là ngon các bạn, cho ớt nữa thì tuyệt vời luôn nha. Rồi, thấy bạn thấy không, đầy chén luôn rồi đó. Giờ mình chỉ việc rắc mè lên nữa là xong các bạn nha. Quá ngon, quá tuyệt vời cả nhà ơi. Cùng chúng ta đã xong một ăn khoai tây bi xào kho với mè thơm lừng của người Hàn Quốc đó. Từng miếng khoai đẹp mắt các bạn thấy không, ăn dẻo dẻo rất là thơm, từng ngọt 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 mà ngọt thanh các bạn đó, đường bắp á đó. Cùng với mè thơm nè, ăn với chút ớt nữa, thêm chén cơm nữa thì thôi luôn, số chất luôn các bạn ơi. Đó, trong thời đại dịch này mọi người cùng nhau tiết kiệm thì là món ăn này giống như bộ mà dạy ăn chay các bạn không, đó, thanh đạm mà chi phí là không cao các bạn không, nó tiện nha và rất là đổi vị với miền Hàn Quốc luôn các bạn thấy không, thơm và ngon nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với bạn này nhé, nếu thấy hay thì cho Quy cứ một like, một đăng ký, một share nha. Hẹn cả nhà ở những clip sau, bye bye.